Xin chào quý vị khán giả thân thương của kênh Trang LTP. Lại là Trang đây ạ. Dạ, Trang rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh YouTube của Trang LTP. Dạ, hôm nay thì như Trang có chia sẻ là ngày mùng 10 tây tháng 2 là ngày vía thần tài. Dạ, thì sáng nay sau khi cùng bạn quay phim, mình cúng thần tài rồi khai trương lại, bắt đầu bán lại cho em bé khô bò, thì Trang với bạn quay phim đã chuẩn bị cho hoạt động vô cùng ý nghĩa. Và tối nay, dạ, là Trang với bạn quay phim sẽ đi trao gửi yêu thương thay mặt cho quý mạnh thường quân kênh YouTube của Trang YouTube, gửi tặng những cái phần lì xì đầu năm mới dành tặng cho các anh chị dọn dẹp vệ sinh. Dạ, thì Trang xin trích từ cái số tiền ủng hộ của gia đình chị Nhã Trúc. Dạ, chị Nhã Trúc cho có gửi cho Trang số tiền là 7.464.000 Việt Nam đồng, là để mua cơm, nấu cơm cho các gửi tặng cho các anh chị, với lại 6 triệu tiền lì xì. Thì hôm nay là Trang gửi tặng 20 phần, là mỗi ba lì xì này là gồm có 23 lì xì, mỗi ba lì xì trị giá 100.000, dạ là 2 triệu. Thì số tiền của chị Nhã Trúc gửi ủng hộ cho Trang sẽ còn là 7.464.000 và 4 triệu đồng. Dạ, nghĩa là 6 triệu tiền lì xì, Trang sử dụng 2 triệu cho ngày hôm nay. Dạ, ngoài ra thì hôm nay thì Trang có gửi tặng thêm mỗi anh chị là một phần chả. Dạ, đây là một phần chả lụa, dây vàng là chả lụa nè, hoặc là dây đỏ, đây là chả bì. Dạ, chả lụa với chả bì này á, thì 20 phần này thì Trang với bạn quay phim xin phép trích từ cái số tiền mà trong năm qua Trang với bạn đã có em bé khô bò, rồi được quý ông bà cô chú anh chị ủng hộ. Dạ, nên là số tiền của chị Nhã Trúc ủng hộ cho Trang thì Trang chỉ sử dụng 2 triệu cái phần tiền lì xì thôi, là 100 ngàn một bao thôi. Còn cái tiền trả 20 phần hôm nay á, là Trang với bạn quay phim xin đóng góp để trong cái hành trình lan tỏa yêu thương này. Trang cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều, có rất là nhiều quý mạnh thường quân trong thời gian qua khi mà mua khô bò á, có dư một ít tiền á, thì có nói Trang là giữ số tiền đó để khi nào làm việc từ thiện, hoặc là có đi trao cơm, hoặc là tặng quà cho các anh chị dọn vệ sinh á, thì có thể sử dụng. Dạ, ngoài ra thì có cô Julie Hồng Phạm nè, có gửi cho Trang số tiền là 1.000 USD. Rồi có cô Kim và chú Quang nữa cũng có gửi tiền cho Trang để trao quà trong cái dịp Tết. Thì hiện hai số tiền này thì Trang vẫn còn đang giữ và Trang chưa sử dụng tới. Dạ, hôm nay thì Trang xin thông tin rõ là Trang đang sử dụng cái số tiền của gia đình chị Nhã Trúc ủng hộ. Dạ, nhưng mà chỉ số trừ sử dụng 2 triệu đồng thôi. Hiện chị vẫn còn 7.464.000 và 4 triệu đồng. Dạ, thật ra thì cái hoạt động này á, là Trang với bạn quay phim có ý định từ cái hôm mà 29 Tết âm lịch. Dạ, hôm đó thì hai chị em làm tới trưa ngày 30 luôn á, mà thật sự hôm đó là cũng chưa 29 luôn. Năm nay thì không có 30 Tết, mà hôm đó thì thật sự là hai chị em cũng hơi phát điên của chứ anh chị. Tại vì lần đầu tiên là mình kinh doanh mà mình không ngờ là được quý bà cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ nhiều đến như vậy. Thành ra là bên nhà hàng nữa, một phần là bên nhà hàng tỉnh nữa. Lúc đầu thì họ thông tin với mình là 27 Tết họ mới ngưng nhận đơn tỉnh. Nhưng mà thực tế nha, cái đó là trên thông tin thôi, trên thông báo thôi. Nhưng mà thực tế là 25 Tết là họ đã ngưng nhận tất cả các đơn tỉnh rồi. Thành ra cái hôm 24 Tết tình cờ trên những mạng quay phim ra gửi hàng á, thì mới nghe các anh trong bưu cục đó báo với Trang như vậy. Thành ra là tối ngày 24, tối ngày 25 là hai chị em thức trắng đêm luôn để đóng hàng đi tỉnh. Coi như những cái đơn nào hẹn về sau hay như thế nào là đóng hết để kịp cho các cô chú anh chị. Tại vì bây giờ hết cơ hội rồi, 25 là hết giao hàng được rồi. Đó là coi như hai đêm thức trắng, xong bắt đầu đến 26, 27, 28, 29 là bắt đầu trả đơn cho những cái cô chú anh chị đã đặt ở Sài Gòn, hoặc là các cô chú anh chị mới đặt. Đó, coi như là liên tiếp luôn cô chú anh chị. Đến ngày 29 âm lịch thì bắt đầu 28 âm lịch làm thấy mọi việc cũng trộm vía là êm xuôi. Xong đến 29 âm lịch là hai chị em cố gắng nghỉ sớm, tại vì Trang biết cái ngày 29 là nhiều cô chú sẽ phải cúng lắm, nên là phải giao trả sớm, gửi trả sớm cho cô chú anh chị. Hai chị em dậy sớm lắm, 6 giờ là đã dậy rồi. Bắt đầu là 7 giờ là ngồi cắt trả soạn đơn sẵn. 7 giờ bắt đầu gọi điện cho các cô chú để hỏi là bây giờ con giao hàng được không. Cô chú đợi con trong vòng 1 tiếng là con giao nha. Bắt đầu ngồi đặt xe. Đặt xe hoài luôn, không có xe cô chú anh chị, cứ nghĩ trời ơi, sao đến ngày cuối cùng rồi mà còn ngập xui dữ vậy. Cái ngồi một hồi đợi chắc cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ á, mới bút được một chuyến xe đầu tiên. Cái bắt đầu anh đó, anh chạy tới, cái mừng quá, gom đồ lên cho anh là ba bốn chỗ mình gom lại cùng một người đi á cô chú anh chị, để cho nó tiện một đường, với lại các anh sẽ đi nhanh hơn nếu thay vì là mình bút nhiều người. Cái anh lại đang chất hết 4-5 đơn lên xe, cái tự nhiên nó ơi khoan em ơi, lấy xuống giùm anh,
Khi Trang với bạn quay phim đứng sững sờ luôn cô chú anh chị. Cái cảm giác mà mình đợi gần một tiếng đồng hồ mới có xe, và bây giờ khi mà có được xe rồi các anh tài xế anh không nhận hay sao, anh kêu mình để đồ xuống. Cái mình hỏi ủa sao vậy anh? Anh nói anh để quên ví tiền ở nhà rồi. Nó không sao đâu, không sao đâu anh chuyển khoản cũng được. Nó không không em để đồ xuống đi, anh chạy về nhà lấy. Anh nhà anh gần đây lắm. Cái chị mà quý vị cũng lo sợ là anh hủy đơn, thành ra anh nói khéo mình vậy. May quá anh chạy về nhà gần xịt đi nào, sao anh quên lại. Cái anh nói sáng sớm vậy sớm quá anh quên. Rồi sau từ lúc đó là Trang với bạn quay phim có thể bút xe được. Dạ. Hồi trước á, lúc đầu mới làm á thì Trang có một cái chú giao hàng rất là dễ thương. Nhưng mà lúc mà dịch bắt đầu là mở cửa cho mọi người về quê lại á, thông thương giữa Sài Gòn với là các tỉnh á, thì chú về quê luôn. Nên là chú không có thể ở lại Sài Gòn mà tiếp tục hỗ trợ và tiếp tục giải đáp được. Dạ lúc mà chia tay thì chú cũng có cảm ơn, rồi cũng rất là tiếc. Rồi hẹn là sau này lên Sài Gòn thì có gì chú, nếu mà Trang cần á thì chú sẽ làm lại. Dạ, đây là từ hôm đó về đi thì Trang hay bút xe để giao hàng cho cô chú anh chị. Đó, cái hôm 29 tới là hai chị em nghĩ mình là siêu nhân rồi đó. Xong lúc dọn dẹp xong đến trưa về phụ cúng, bắt đầu chiều á là đi một vòng để mình cảm ơn, rồi mình trả hàng, rồi mình gửi hàng này nọ. Thì thấy các anh chị dọn dẹp vệ sinh lúc đó vẫn làm đến gần là 10 giờ, 11 giờ luôn. Cả đến giao thừa luôn mà vẫn thấy các anh chị quét rác. Thành ra Trang có nhắn với bạn quay phim á là Trang muốn trong Tết là mình có thể gửi những cái phần quà của mình cho các anh chị, nhưng mà một cái phần nó đủ đầy chứ không phải là chỉ là một cái hộp cơm để có cô chú anh chị ấm lòng ấm bụng trong những cái trong một cái ngày nữa, mà Trang muốn gửi tặng trả để cô chú anh chị một á là có không khí Tết. Cái thứ hai á là cái á thì là mình có thể giúp cho cô chú anh chị sử dụng lâu hơn, có thể ăn nhiều món hơn. Và cái thứ ba á là có thêm tình cảm của Trang YouTube nữa, tại vì đây là một thành viên trong gia đình của Trang. Dạ, ngoài ra thì Trang cũng xin phép gửi thêm cho các anh chị dọn dẹp vệ sinh mỗi anh chị là một cái phong bao lì xì 100.000. Dạ, Trang cũng xin kính chúc quý anh chị dọn vệ sinh thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều, trong một năm qua rất là nhiều biến động luôn. Dịch nè rất là nguy hiểm nhưng các anh chị vẫn luôn luôn ngày đêm phục vụ cho mọi người. Dạ, vẫn quét dọn vệ sinh giữ gìn cho cái đường phố mình rất là sạch sẽ. Nếu như mà không có anh chị thì mỗi ngày sáng mình thức dậy là đường phố rất là dơ và rất là mất vệ sinh, thì lúc đó nguy cơ bệnh có thể lây nhiễm nhiều hơn. Rồi ngày Tết nè, khi mình đi chơi gì đó thì mình thấy đường phố sạch sẽ thì rất là vui, rất là thoải mái. Nhưng mà nếu mà đường phố mà không có nhờ anh chị thức đêm dậy sớm, rồi có những người bỏ đâu có về quê đâu, họ ở đây để họ làm những cái ngày đặc biệt đó để phục vụ cho mình. Dạ, nên là nhân cái ngày hôm nay, ngày đầu năm mới, ngày mùng 10 cũng là cái ngày đầu tiên Trang với bạn quay phim quay trở lại công việc của mình, Trang xin dành tặng những cái phần quà này, dạ, những cái phần lì xì này để gửi tới cho các anh chị. Dạ, hôm nay thì tụi Trang gửi 20 phần và tuần sau thì tụi Trang lại gửi tiếp 20 phần. Cứ một lần như vậy thì tụi Trang sẽ chia ra để mình có thể đi những cái tuyến đường khác nhau để gửi tặng cho các anh chị. Dạ rồi, bây giờ thì xin mời quý bà cô chú anh chị cùng theo Trang nha. Trang nghe có tiếng quét rác mà không biết phải của các anh chị dọn vệ sinh không. Đây để mình coi coi. Đây. Yeah. Vậy là có một chị mở hàng rồi. Đây, chị này sẽ là chị đầu tiên nhận được ba lì xì và phần quà của Trang. Đây, để Trang xin phép gửi cho chị. Em chào chị. Dạ, ủa chị làm từ mùng nào? Em á hả? Dạ. Em làm mỗi mùng 3. À, chị mới làm từ mùng 3 đến giờ luôn. Là hôm nào chị cũng làm luôn. Dạ. Tết này chị có về quê không? Dạ không. Dạ. Tết này ở đây luôn hả chị? Dạ. Ủa vậy là chị làm cái ngày cuối cùng là ngày mấy? Ngày 30 chứ. Là 29 Tết rồi. À, 29 Tết, đúng rồi, đúng rồi. 29 Tết em còn thấy chị đi ngang mà. À, đúng rồi, 29. Dạ. À. Vậy là nghỉ được có ngày 1, ngày 2 thôi. Đúng rồi. Là lúc sáng, đó ở Sài Gòn. Sáng mùng 3 là sáng 12 giờ, 12 giờ mùng 3 là chị đi làm lại. Ừ, dạ. Chị làm từ 12 giờ cho đến ca đến mấy giờ hả chị? Ca đến 8 giờ sáng xong rồi về. Dạ. Về xong rồi chiều xuống đổ đường thùng nữa. Ồ. Đổ dạ. Xong rồi cái khoảng 7 6 7 giờ rồi về. Dạ. Rồi khuya xuống lại làm tới mùng 6 là hạ ca. Dạ, chị làm công việc này lâu chưa? Mười mấy năm rồi. Dạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Nhờ chị với lại các anh chị mà coi như cái khu nhà em mới sạch sẽ, rồi mọi người lúc nào cũng cảm thấy rất là vui vẻ tại cái đường mình nó thoáng mát vậy đó. Hôm nay thì em xin em là Trang. Dạ, em xin gửi một ít quà cho chị. Đây là một cái cây chả lụa. Dạ. Còn đây là một cái phần lì xì đầu năm. Dạ, em xin gửi cho chị ha. Chúc chị là nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ. Năm mới tràn đầy niềm vui.
Dạ, cảm ơn chị nhiều. Chị dạ. Chúc em lại hai đứa em được vui vẻ. Dạ. Và được nhiều sức khỏe. Dạ, dạ. Em cảm ơn chị. Dạ. Trời, chị cười rất là tươi luôn á. Em gửi tặng quà cho chị mà em cảm thấy lung hơn chị nữa. Dạ. Nó vui hơn chị nữa. Dạ. Em ủa, gửi chị nha. Em đây luôn hả? Dạ đúng rồi, ở nhà này nè. À, cái nhà này là cái nhà hay xả lát nhiều nhất á. Đó chứ tại hồi cuối năm em buôn bán á, nên là nhiều lúc có thùng giấy rồi mấy cái bao ni lông này nọ kia. Dạ, nhưng mà không, em làm gọn gàng, em bỏ vô trong cái bịch bự. Dạ, chứ không có bê bối đúng không chị? Chị xác nhận ha. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Dạ, cho em gửi quà cho chị nha. Dạ. Dạ, chị cảm ơn rất nhiều. Dạ, em chào chị, năm mới vui vẻ. Dạ, chào chị. Đó. Vui ha cô chú anh chị, Trang gọi đây là cái hành trình lan tỏa yêu thương, trao gửi yêu thương, nó là vậy á. Khi mà mình cho đi á thì mình không chỉ là cái người nhận họ vui đâu, mà bản thân mình là cái người mà mình gửi tặng cho các anh chị, mình cũng thấy rất là vui nữa. Nên là Trang thực sự là muốn lan tỏa cái niềm vui này tới tất cả quý bà cô chú anh chị. Để đó là cái lý do vì sao mà Trang muốn quay clip, không phải là chỉ để kỷ niệm một mình Trang, mà còn có thể gửi tới cái tình cảm này đến tất cả quý bà cô chú anh chị ở xa. Có những người ở xa cũng muốn là giống như Trang nhưng mà chưa có cơ hội, hoặc là như Trang hồi xưa nè, Trang cũng rất muốn đi làm nhưng mà Trang không có cơ hội. Thì bây giờ khi có làm kênh YouTube rồi, bắt đầu mình đi làm rồi, mình có thêm thu nhập rồi đó, thì Trang nghĩ những cái hoạt động này nó không phải cần gì lớn lao hết, chỉ cần mình có sự chân thành thôi. Mình chỉ có ý thôi là mình có thể san sẻ cái tình cảm của mình được rồi. Rồi, bây giờ thì còn 19 phần, Trang với bạn quay phim bắt đầu lên đường đây. Dạ, xin mời quý mặt cô chú anh chị cùng theo chân Trang ha. Mỗi tuần thì tụi Trang sẽ dành thời gian ra để đi gửi những cái phần quà cho các anh chị dọn vệ sinh, hoặc là các cô chú lao động cơ nhỏ. Nhưng cái đợt này thì Trang xin phép ưu tiên cho các anh chị dọn vệ sinh. Dạ, đợt này thì chị Nhã Trúc cũng gửi cho Trang từ cái hồi dịch rồi đó. Nhưng mà đến bây giờ thì Trang mới có thời gian để Trang làm, và coi như là đến đợt này là Trang cảm thấy muốn làm lắm rồi. Dạ, xin mời quý vị và cô chú anh chị cùng theo chân Trang. Bình thường mỗi ngày cô chú anh chị mình nhìn thấy cái hình ảnh mà các anh chị dọn vệ sinh bận cái áo cam dạo quen á, cầm với cây chổi hoặc là đẩy xe rác á, thì nó cũng quá đổi bình thường. Nhưng mà Trang thì rất là xúc động nha. Những cái ngày, đặc biệt là như những cái hôm ngày dịch nè đó, khi mà mọi người đều ở nhà để phòng chống dịch, rồi hoặc là công ty thì cho work from home, làm việc tại nhà để mình ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm của dịch bệnh. Nhưng mà các anh chị dọn dẹp vệ sinh vẫn đeo khẩu trang, vẫn cầm cây chổi, vẫn cầm đồ để đi quét dọn vệ sinh đó. Rất là lúc đó là cảm thấy các anh chị rất là dũng cảm luôn. Rồi như vừa rồi là hôm 29 Tết, Trang với bạn quay phim bán hàng ngày cuối xong nha, lúc đó là chuẩn bị chạy về nhà ăn cơm, thì Trang chạy về nhà để Trang chuẩn bị mâm cơm. Đây có một anh chị dọn vệ sinh ở đây để Trang ra gửi cho anh. Yeah. Đó. Rất là lặng thầm hả cô chú anh chị. Đây. Em chào anh. Dạ. Em chào anh. Dạ. Cho em gửi một phần quà đầu năm mới cho anh nha. Dạ, dạ đây là rồi. Trang. Dạ đây là một cây chả bì. Dạ cái này anh để tủ lạnh thì cái gì mình cắt mình ăn ha. Dạ. Rồi, dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ năm mới em chúc anh thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Cảm ơn anh rất là nhiều đã những cái ngày Tết này là đi dọn dẹp vệ sinh nha. Anh làm dạ. Từ không mùng mấy? Hả? Coi như làm từ coi như chỉ nghỉ được bữa mùng 1 thôi là làm tới xuống ngay rồi. Ui nghỉ mùng 1 sao anh? Giao thừa ở ngoài đường. Dạ. Giao thừa ở ngoài đường nhưng mà tại sáng mùng 1 là có người khác đi rồi bắt đầu khuya mùng 1 anh ra anh làm lại. Là coi như chưa nghỉ Tết á. Coi như là không? Tết này là Tết khác với lại mọi người Việt Nam không anh? Khác chắc luôn á, cái đó là nào giờ hai mấy năm rồi. Dạ. Nhưng mà anh vậy anh có thấy buồn không? Hả? Có gì đâu thì mỗi người công việc mà chứ sao buồn được. Yeah. Thí dụ em công việc khác, anh công việc khác là cái người kia bác sĩ chẳng hạn, là trực đêm ngày là công an sao. Yeah. Thì mỗi người công việc thôi. Yeah. Mình có việc làm là ngon rồi. Yeah. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Yeah. Nghe cảm động ghê luôn á, kêu mỗi người công việc anh phải hiểu lắm anh mới không buồn á chứ. Ủa nhiều trời. Khi em đi làm cũng thấy buồn á chứ. Không, yeah. Chứ không biết mọi người sao, chỉ riêng anh là anh không có thấy gì gọi là buồn, chỉ có là mình cảm thấy là mình may mắn còn được có cái công việc làm rồi, mỗi người một công việc nữa thì chuyện ai nấy làm. Dạ, thì thật ra có gì đâu phải buồn. Thí dụ mình lấy công việc mình làm niềm vui. Nó vậy. Dạ.
Cảm ơn anh. Dạ, cho em gửi một ly xì đầu năm mới cho anh nha. Dạ, chào anh ạ. Dạ. Chúc bạn cùng gia đình, người thân một năm mới an khang, thịnh vượng, bình an và luôn mạnh khỏe. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, chào anh nha. Dạ. Anh quá trời là dễ thương luôn cô chú anh chị. Dạ. Anh nói là mỗi người một công việc, thì công việc của anh như vậy rồi, thì những công việc khác như bác sĩ, công an, mọi người đều có công việc như vậy, thì không có gì phải buồn hết. Nhưng mà nói chứ lúc Trang làm thì Trang cũng thấy buồn, nhiều lúc Trang cũng thấy buồn chứ. Rất là nể anh luôn, những cái chia sẻ của anh làm cho mình cảm thấy rất là cảm động. Dạ. Đúng là mỗi người một công việc, nhưng cái cách mà mình làm công việc đó như thế nào á thì còn tùy vào mọi người. Đó là cái niềm vui của anh. Rồi anh khi mà gặp anh như vậy anh cũng lan tỏa niềm vui cho Trang. Dạ. Rồi, bây giờ mình tiếp theo nha. Mình đã gửi được 2 phần quà rồi, tiếp tục thế nào. Dạ, giống như cái hôm mà mình giao thừa của cô chú anh chị. Dạ. Cái thời khắc đó là thời khắc mà cả nhà mình cùng quây quần nè, mình chuẩn bị bàn thờ để cúng. Thì lúc đó các anh chị dọn vệ sinh là vẫn tiếp tục nha, đi quét dọn. Đó, khi mà lúc đó thì Trang nghĩ thôi, nếu mà là Trang á thì chắc Trang cũng cảm thấy tủi thân. Bởi vì lúc đó là cái thời gian mà tất cả mọi nhà luôn, không phải chỉ một nhà, hai nhà, mà mình đi qua nhà nào, nhà nấy cũng thấy mọi người ngồi với nhau. Rồi đến cả cái thời khắc giao thừa nữa, sau khi cái giao thừa mà cả nhà cùng đó 3, 2, 1 chúc mừng năm mới xong, rồi chúc nhau những cái điều thiệt là tốt đẹp, rồi cả nhà cùng ngồi đó ăn uống hoặc là đi chùa, thì tiếp tục các anh chị vẫn phải dọn vệ sinh. Coi như là các anh chị đón giao thừa ở ngoài đường và chỉ có một mình các anh chị thôi, chứ không có người thân kế bên đó. Nên là đây có thêm một anh nữa để Trang tắp xe qua đây để Trang gửi phần quà cho anh nha. Anh chết được có 1, 1, 2, vậy là giao thừa anh vẫn làm luôn. Đêm 29 vẫn làm. Đêm 29 vẫn làm. Rồi qua năm mới anh có làm không? Thì qua năm thì rạng sáng. Dạ. 2 giờ sáng á. Thôi đi. Dạ thôi, năm mới nha, bao nhiêu sức khỏe. Dạ, anh này là cũng làm Tết từ hồi mùng 3. Xong đó cô chú anh chị, mùng 30 giao thừa nha. Mình đã bỏ qua cái khoảng khách mình đón giao thừa cùng với người thân rồi. Rồi đến những cái ngày mà kiểu mọi người đều ra đường để đi chơi. Ví dụ như là khi mà Trang đi phố đi bộ Nguyễn Huệ nè, mọi người tụ tập để chụp hình, thì các anh chị dọn vệ sinh á phải quét dọn để dọn những cái phần rác mà mọi người đi chơi để lại. Đây có một anh chị dọn vệ sinh đó nè, để Trang gửi phần quà cho chị. Đây là chị. Đấy chào chị. Dạ. Dạ, năm mới cho em gửi một phần lì xì đầu năm mới cho chị nha. Dạ. Dạ. Chúc mừng năm mới chị. Cảm ơn chị mấy ngày Tết này đi dọn dẹp giùm tụi em. Dạ. Dạ. Chị làm từ mùng mấy? Dạ, tân bình chị. Ý là chị làm từ mùng mấy? Tối mùng 2 là ai? Là chị là 29 là chị vẫn làm luôn hả? 29 vẫn làm, chị nghỉ đúng mùng 1 thôi. 29 là chị làm tới mấy giờ luôn? 29 làm tới 10 giờ mấy. 10 giờ mấy đêm luôn. Vậy là có kịp ăn cúng bàn thờ rồi. Nữ thì cho về sớm, còn nam thì 12 giờ. Nữ thì đúng 10 giờ mấy. Nữ thì đủ quá thêm tí xíu đúng không? Dạ. Chúc mừng năm mới chị nha. Được rồi, em cảm ơn nha. Em chúc là nhiều sức khỏe. Nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Thật sự luôn, anh chị nào mà dọn vệ sinh á, khi mà Trang trao quà mà Trang có anh chị rất rất là vui của chú anh chị, từ cái ánh mắt á, rồi những cái lời anh chị nói, chị Trang nổi da gà luôn nè. Thật sự rất rất là cảm động. Dạ, mình đi tiếp nha. Cảm ơn chị. Cái đó là chả gì? Chả lụa. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi. Anh chào anh. Dạ, đầu năm mới cho em gửi một cái phần lì xì cho anh nha. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc mừng năm mới. Dạ. Dạ, nhiều sức khỏe nha. Ánh mắt anh rất là vui luôn cô chú anh chị. Thật sự lúc mà Trang nói anh ơi, anh còn quay lại anh giòn nữa, chứ không tin là thiệt vậy. Lúc mà Trang nói anh ơi thôi là anh đã rất là ngạc nhiên rồi.
Rồi xong rồi cái khi mà mình đưa một cái phần quà vậy đó là anh cũng rất bất ngờ. Rồi khi mà mình nói là cầm cái ba lì xì nè, mình gửi cho anh. Ui à, là anh rất là vui, gánh mắt của anh rất là vui luôn. Kiểu như bình thường mà Trang đi trao cơm vậy đó thì các anh mới dọn vệ sinh nè, khi mà nhận á thì sẽ thấy rất là bất ngờ, là tại vì các anh cũng có công ăn việc làm mà không phải là kiểu những cái người khó khăn mà ngồi trên đường phố xin, mà tại sao mình lại tiếp cận là mình gửi quà cho các anh đó. Nhưng mà hôm nay là khi mà các anh nhận được quà, nhận được cái phần lì xì nữa thì các anh rất là vui, giống như là kiểu gọi là một cái cảm giác được động viên đó cô chú anh chị, là cũng có người họ biết đến mình, họ quý cái công việc của mình. Dạ. Nhưng mà đối với Trang thì như Trang chia sẻ từ trước đến giờ đó, công việc nào thì cũng quý hết cô chú anh chị, tại vì tất cả đều đóng góp cho một cái mục đích rất là tốt đẹp. Nếu như mà không có mấy anh thì đường phố rất là dơ. Dạ. Rồi mình cũng không có thoải mái trong cái cuộc sống của mình nữa. Thành ra là khi Trang rất là tri ân. Dạ, thật sự là rất là cảm ơn các anh chị dọn dẹp vệ sinh đường phố. Mỗi người một nghề. Dạ. Nghề nào thì cũng quý hết, không có nghề nào là không tốt hết đó cô chú anh chị. Nếu như mà mình làm toàn tâm toàn sức nè, mình làm vì cái mục đích tốt đẹp, dạ, thì đều là những cái việc làm vô cùng ý nghĩa. Nên là hôm nay Trang có dịp mà đi trao tặng chả, anh hai chả lụa, chả bì, gửi tặng tới các anh chị dọn dẹp vệ sinh, rồi gửi thêm cái phần lì xì như vậy, thật sự là một niềm vui rất là lớn với Trang LTV khi mà được thay mặt quý Mạnh Thường Quân. Dạ. Mình đã gửi được hình như là 6 phần không bạn phim? Không nhớ hả? Nãy giờ là ông quay phim cầm điện thoại đằng sau, sợ mất xe, mất điện thoại, quên mất tiêu là bao nhiêu rồi. Dạ. Ok, rồi mình đi tiếp tính anh chị tiếp theo. Đây, trước mặt là hình ảnh một anh chạy xe rác. Chị anh mở chạy xe máy kéo bằng cái xe rác rất là thường, chắc là anh đẩy không nổi, thành ra là anh dùng cái phương tiện cá nhân của mình luôn để kéo xe. Nói chứ đi bộ cũng mệt mà, đi bộ mà quét cả một cái quãng đường này luôn, mình phải đợi anh dừng lại mình mới đưa chứ không. Anh ơi, đây sẵn anh dừng lại luôn. Năm mới cho em gửi lì xì anh nha, chúc mừng năm mới. Dạ. Ủa mà sao anh đẩy, anh chạy xe máy, anh kéo xe vậy? Lên đường xa quá, tôi bên đầu máy ngoài. Ở đâu lận anh? Xa quá, dưới đầu máy chỗ bước xe lửa đó. Là cái tuyến đường của anh là làm từ cái chỗ xe lửa đó. Rồi, đi lên đây luôn, lên tới cầu Lê Văn Sĩ. Đến cầu Lê Văn Sĩ, nhưng là nên là anh đi bộ đó, đi theo xe máy. Đúng rồi. Dạ, chúc anh thật là nhiều sức khỏe nha, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn nhiều. Dạ, chào anh. Dạ. Dễ thương ha, bây giờ mình biết lý do tại sao cái anh mà hay đẩy xe máy theo để dọn vệ sinh rồi đó. Từ cái chỗ cái cầu Lê Văn Sĩ là hồi nãy cái tuyến mình đi là nó chỉ mới là nửa đường của anh thôi đó cô chú anh chị. Anh là nằm đầu của cái khúc bờ kênh luôn, đi đến cuối khúc bờ kênh. À, bây giờ mình quẹo qua đường Trần Quang Diệu nha, quận 3. Coi như hôm nay mình đi những cái tuyến đường nào rồi á, thì bữa sau mình sẽ đi những cái tuyến khác để mình có thể gửi đến tất cả các anh chị vệ sinh ở các nẻo đường. Dạ. Anh chào anh. Dạ, nhân dịp năm mới cho em xin phép gửi lì xì ạ. À. Dạ, chắc cho chú hả chú? Dạ, dạ cho con gửi nha, con là Trang. Dạ, đây là chả lụa cho con gửi chú. Dạ, chú làm từ hồi mùng mấy? Làm suốt Tết luôn, không nghỉ ngày nào. Ủa sao chú không nghỉ? Nãy giờ con thấy mấy cô chú, mấy anh chị về xin khác là sẽ nghỉ mùng 1, mùng 2 luôn á. Không nghỉ. Riêng quận 3 của tôi là làm suốt Tết luôn, không có nghỉ. Mà chú không đóng Tết với gia đình hả chú? Dạ thôi, em không có gửi cho bên mình à, em gửi cho mấy anh chị dọn vệ sinh, anh thông cảm. Dạ. Ủa, chạy xe
Cảm ơn nha. Dạ anh chào chú nha. Happy New Year chú ạ. À. Đó cô chú anh chị, hồi nãy trên cái đường mà đi gửi thì lúc mà Trang đang gửi cho một cái chú dọn vệ sinh thì có hai cái bạn thanh niên trẻ đi xe gắn máy thì có dừng vô để xin cái phần quà, nhưng mà hai cái bạn đó còn trẻ nha, rồi đi xe máy. Thì Trang có nói là đợt này thì Trang chỉ gửi cho các cô chú dọn vệ sinh thôi, nên là Trang xin phép. Cái bạn đó có nói lại là ủa mấy người đó biết ăn thì tôi không biết ăn hả. Dạ thì Trang cũng từ chối luôn là Trang xin lỗi, Trang không gửi được. Dạ rồi xong rồi hai bạn đó xuống xe luôn để tiếp cận với bạn quay phim, thì lúc đó Trang với lại chú dọn vệ sinh mới lên tiếng đó, thì để cho hai bạn đó biết là có chú đang đứng ở đó nữa. Rồi xong rồi Trang cũng lên xe luôn để Trang chở bạn quay phim đi. Thành ra cũng hơi buồn của chú anh chị là có nhiều bạn trẻ bây giờ thì mình còn sức khỏe thì mình không có, mình không chịu, mình cố gắng mình đi làm, tại vì bây giờ thì em thấy xã hội mình có nhiều, còn nhiều chỗ cần công việc lắm, và có nhiều công việc lắm, giống như dọn bàn nè, phục vụ bàn nè, dọn vệ sinh nè, rồi còn nhiều, rất là nhiều công việc khác nữa mà các bạn đó là những cái bạn trai trẻ nha, còn sức khỏe đó, mà còn phương tiện đi lại luôn là xe máy, rồi người là không có bị, còn lành lặn, không có bị khuyết tật gì hết, mà tại sao mà không chịu đi làm mà lại như vậy, thật sự luôn. Mình nhưng mà nói chung là nói chung là mình còn sức khỏe thì mình cố gắng cô chú anh chị, đúng không ạ? Ai cũng cực hết, ai đi làm cũng cực hết, cả cô chú anh chị nè, có đặc biệt là các cô chú anh chị mạnh thường quân cũng vậy nha, không phải ai cũng là giàu gì hết, không phải hoa là giàu có gì hết, đều là đi làm hết, đều là làm rất là cực khổ mới có được số tiền thôi. Thành ra các cô chú anh chị mà thương mà dùng cái số tiền đi làm của mình á mà để dành rồi giúp đỡ lại như vậy là rất là quý, nên là Trang là sử dụng cái số tiền đó là phải đúng mục đích, chứ không có phải là ai rồi mình cũng gửi rồi mình không có xem xét hoặc là sử dụng bậy bạ được, số tiền phải dùng cho đúng mục đích chứ. Chứ còn các bạn trẻ đó mà không làm gì hết mà cứ thấy người ta đi phát, đi trao quà vậy đó, xong rồi lại xin như vậy thì không có được. Dạ đây có anh này dọn vệ sinh à, mà chú đi một chiều luôn hả? À, em là Trang. Dạ em xin phép gửi cho anh một phần quà đầu năm, đây là cây chả lụa. Dạ còn đây là một ít lì xì. Dạ gửi anh, chúc mừng năm mới anh nha. Dạ trời ơi anh làm một hôm còn ướt luôn. Dạ anh làm ở khu vực chợ Bàn Cờ quận 3 này hả? Dạ đúng rồi. Dạ anh làm từ lúc mấy giờ đến mấy giờ? À, lúc 3 giờ chiều. 3 giờ chiều đến tối là khoảng mấy giờ anh? Em cỡ 12 giờ. Trời, nguyên cái xe, hai cái xe rác thì là anh dọn hết đó hả? Thì dọn hết rồi, đang ông anh đang đẩy vào giùm nữa. À trời ơi quá chừng luôn. À có một chú ông anh đẩy vào giùm nữa, nãy đây mình đẩy vào 2 chuyến. À đây vậy là tổ của anh luôn hả anh? Tổ dạ. À, anh em làm đây để em gửi ít quà cho các anh luôn. Dạ. Dạ em là Trang, cho em gửi ít quà cho anh nha, chúc mừng năm mới anh. Dạ, dạ. Trang vậy cũng dạ thật sự sức khỏe. Dạ còn một anh nữa luôn hả? Dạ dạ thôi em gửi luôn chứ, đã có công giúp như vậy là rất là quý rồi. Dạ dạ cho con gửi đèn cây chả, chúc mừng năm mới chú. Dạ dạ để chị em anh Cường để Tết năm nào anh cũng làm luôn hả? Năm nay nè. Nghe anh cũng làm, năm nào cũng làm luôn, Tết cũng làm luôn. Ủa Tết anh không được nghỉ ngày nào luôn? Có cho phép nghỉ nhưng mà mình muốn làm. À. Cho phép nghỉ mùng 1, mùng 2, mùng 3. Dạ. Hết. Nếu như mình thích thì làm, đăng ký làm thêm. Dạ. Nhưng mà sao anh muốn làm, anh không muốn ăn Tết với gia đình hả? Thì ở chung mình làm công việc nhà. Dạ. Công việc thì cũng có năm nay thì nghỉ, năm nay nghỉ 3 ngày. Dạ. Có mấy năm trước thì có làm. Dạ. Nói chung là việc làm gác mà đâu có ai nói được. Dạ. Làm luôn mà. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, em chào anh nha. Chúc mừng năm mới à. Dạ. Rồi, mình lên đường này. Ghê ha. Không ngờ luôn á. Đó, nguyên một cái khu ngay chợ Bàn Cờ nào quý mà cô chú anh chị. Đó. Mà nhiều như vậy đó. Ba xe rác mà còn đang đẩy thêm nha. Đó là mỗi người mình có ý thức một tí xíu khi mình đi đâu á thì mình mang rác ở đâu á thì mình giữ cho người mình. Khi mình sử dụng rồi đó thì mình giữ cho người mình.
rồi mình kiếm thùng rác mình nhột chứ mình đừng có vứt lung tung, thì nó cũng sẽ đỡ việc hơn cho những người khác. Nói chung mình làm được cái gì thì mình nên làm. Hiện giờ là Trang đang đứng ngay đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường 4, quận 5. Anh chào anh. Cho em gửi lì xì năm mới cho anh nha. Dạ. Chúc mừng năm mới anh. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 28. 28 tuổi, anh làm công việc này lâu chưa? 6 năm rồi. 6 năm rồi, dạ. Nhưng mà sao cơ duyên nào mà anh chọn công việc này? Cái này là mẹ, hồi xưa mẹ làm. À, rồi sao mày là anh làm? Dạ. Mà Tết này anh có nghỉ ngày nào không? Không, Tết chỉ nghỉ được ngày mùng 2 thôi. Là anh chọn nghỉ hay là sao anh? Tổ sắp nghỉ. Là ngày mùng 1, mùng 2 là chia nhau làm 50%. À, vậy là coi như là Tết, ngày 29 Tết là vẫn đi ngoài đường quét luôn. Không được, tới, không được về nhà luôn. 10 giờ rưỡi mới về. À, dạ. Con hơi năm mới em xin chúc anh thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, đây là một cái phần chả lụa. Dạ, thì có gì anh để tủ lạnh anh ăn. Dạ, còn đây là phần lì xì năm mới. Dạ, chúc mừng năm mới anh. Dạ. Anh dễ thương quá. Mừng năm mới anh. Dạ. Anh có nghỉ Tết ngày nào không? Dạ không. Ủa sao làm suốt không nghỉ này là luôn anh? Có nghỉ ngày hàng tuần thôi à, còn như làm suốt mà bên đây đâu có nghỉ. À, ủa anh ở đây luôn hay là ở quê với tỉnh? Ở đây. Ở đây ha anh, dạ cho em gửi một phần Tết nha, cái này là chả. Dạ, dạ với lại một phần ba lì xì, chúc mừng năm mới dạ, anh. Dạ, em chào anh nha. Dạ. Chúc mừng năm mới anh nha. Đây em gửi anh. Cảm ơn. Anh ghét cái gì có hay bị đụng xe gì không? Dạ bị hoài chứ gì chị. Dạ. Sao đó không giúp vậy là xe nó quất qua ngoài đuổi lên hoài chị. Dạ, dạ anh chào anh nha. Dạ chúc mừng năm mới anh. Dạ. Tội nghiệp anh quá, hồi nãy anh đang đứng viết rác cái anh bị cái xe kia móc đầu lên cái quẹt trúng chân anh luôn. Dạ. Đó thành ra nghề nào cũng nguy hiểm nữa. Mấy anh làm ca đêm đây có nhiều khi chạy xe mình không cẩn thận nè. Rồi xong rồi có những người mà họ lạc tay lái thì cũng bị ảnh hưởng cái anh. Dạ. Chúc mừng năm mới. Dạ năm mới em. Dạ con chào chú. Dạ con xin phép chúc mừng năm mới chú. Dạ con gửi một ít phép chúc mừng năm mới nha. Với lại đây là một cây chả bì. Dạ. Dạ. Chú để tủ lạnh ăn nha. Thôi năm mới cũng chúc gia đình. Dạ. Nguyện nhiều sức khỏe. Dạ. Làm ăn phát tài phát lộc. Dạ con cảm ơn chú. Con chúc chú thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ chú làm công việc này lâu chưa? Cũng được mười mấy năm rồi. Dạ, chú là chuyên quét ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai này luôn. Nhiều tiếng lắm. Dạ. À, chú làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Thì theo hợp đồng quy định đó là 3 giờ. 3 giờ chiều. Dạ, đi đến tối luôn. Dạ. Dạ. Mà tối này chú có nghỉ không? Cũng có nghỉ rồi. Dạ, dạ. Thôi chúc mừng năm mới chú nha. Anh chào chú. Em gửi một phần quà Tết cho anh nha. Dạ. Đây, chúc mừng năm mới anh. Dạ, thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ, cho em gửi. Dạ, Tết này có nghỉ ngày nào không? Một ngày nghỉ. Dạ, năm mới vui vẻ. Dạ, xin chào nha. Đây, hình như có hai anh ở trên, em chạy lên gửi cho hai anh luôn. Dạ. Dạ, chào anh. Cái anh vui lắm. Anh nào được cũng cười te tét lắm. Kiểu thì cùng làm công việc với nhau mà. Với lại thường á, Trang nghĩ là chắc ít các đoàn mà đi chia sẻ từ thiện hoặc là trao quà cho các anh dọn vệ sinh đâu. Đa số sẽ đi gửi cho các ông bà lao động ở ngoài đường phố. Anh chào anh, năm mới phát tài chưa? Chưa. Dạ. Ủa Tết năm nay không nghỉ ngày nào hả anh? Dạ. Chúc mừng năm mới anh nha. Dạ, em chào anh. Nha. Dạ, tạo nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ, em chào anh. Dạ. Dạ. Dạ, em chào anh. Dạ. Thấy không, khi mà mọi người đang tra cho anh à, mọi người đang vui chơi đó thì các anh vẫn dọn dẹp thực hiện công việc của mình. Đó. Những ngày bình thường là mình làm mà người ta chơi là mình đã buồn một rồi. Mà ngày Tết nữa. Trời ơi. Hôm nay còn mừng là Tết nè. Đó, mà cô chú anh chị thấy không, nãy giờ mình gửi cho ai là các anh chị vui lắm. Cái ánh mắt của anh chị rất là vui luôn. Đó. Còn giờ em đi em để đặc biệt là hôm nay đường phố sẽ có kiểu như là những cái gọi là rác mà gánh hoa xong rồi dây bạc đốt.
cái thần tài á, thành ra là mọi người đốt giấy xong rồi nói chung là kiểu rằng là cái lượng rác thải sẽ nhiều hơn một chút á, đó nên là cũng ấy là cũng rất là thương mấy anh chị luôn, làm cực hơn ngày thường mà. Nên coi như là cái phần này mình gửi tặng cái phần này khích lệ tinh thần, đúng rồi, động viên luôn giữ sức khỏe nè, mình còn biết rằng là cũng có người được là đồng hành và nhớ đến anh chị là chứ không phải là chỉ làm công việc mình cảm ơn. Dạ, ý cho chị. Dạ, cho em gửi một ít quà à, với lại cho em gửi lì xì mừng chị nha, chúc mừng năm mới chị. Cảm ơn em nhiều. Dạ, Tết năm nay chị có nghỉ ngày nào không? Không, chị không được nghỉ ngày nào. Ủa, bên mình là không được nghỉ luôn hả chị? Bên mình là không được nghỉ. Bây giờ bắt đầu mùng năm được nghỉ, nhưng mà ngay ngày của người khác là mình không được nghỉ. Giờ ngày mai Tết chị được nghỉ, là ngày đầu tiên được nghỉ ăn Tết. Là Tết là chị đón giao thừa ngoài đường luôn. Ủa rồi gia đình sao? Thì ông bà ngoại có con. Ôi trời ơi, xa con nhỏ luôn cô chú anh chị. Quý quá, chúc mừng năm mới chị nha. Em xin chúc chị thật là nhiều sức khỏe. Dạ, mai có một ngày nghỉ với gia đình thật là trọn vẹn. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị cảm ơn em. Dạ, trời ơi, mắt chị rưng rưng luôn á. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, cho anh. Cho em gửi một phần lì xì chúc mừng năm mới anh nha. Dạ, cho em gửi anh. Dạ, Tết này anh có nghỉ chưa? Chưa nghỉ luôn. Chung tim với chị đó là không nghỉ luôn hả? Đúng rồi. Vậy là tại chị phải không? Đúng rồi. Dạ, mai có được nghỉ bù không? Có, được nghỉ ngày mà qua. Dạ, là nghỉ ngày mai luôn. Dạ. Ủa, quê anh ở đây hay là dưới Sài Gòn, dưới tỉnh? Ở An Giang á. À, vậy là Tết này cũng về An Giang luôn? Không. Ồ, rồi gia đình ở dưới sao? Thì nói chung ra nhà dưới rồi lên trên này ở rồi, nên dạ, ở mấy năm rồi. Dạ. Dạ, thôi cho em gửi một phần quà năm mới nha, chúc anh thật nhiều sức khỏe. Này, anh chào cô. Dạ. Dạ. Cho con gửi một phần lì xì năm mới cô nha. Rồi. Chúc mừng năm mới cô. Rồi. Dạ. Với lại đây là chả, cho con gửi cô cây dạ, chả lụa. Cảm ơn em. Dạ. Rồi bây giờ cô ăn Tết. Bây giờ là làm sướng rồi có nghỉ ngày nào chưa? Cũng có nghỉ cái như ngày hàng tuần nghỉ được ngày vậy đó. À, nhưng mà dạ, bữa giờ Tết là được nghỉ ngày nào rồi? Ngày thứ năm. Dạ, là cũng được nghỉ ngày dạ, rồi. Dạ. Thôi chúc cô có thật là nhiều sức khỏe dạ, nha. Cảm ơn cô chúc nhiều. Nha, chúc hai người vậy. Dạ. Khỏe giàu. Dạ. Gia đình hạnh phúc. Có gia đình dạ, chưa? Dạ chưa, chết rồi, chết rồi. Rồi cô đi làm vậy rồi gia đình ở nhà sao? Ở nhà thì có bà mẹ, dạ, có mấy đứa nhỏ, hai đứa nhỏ. Dạ. Mình đi làm đâu có ai coi. Con cô lớn chưa cô? Nhà thằng nhóc 3 tuổi, với cháu ngoại 7 tuổi. À, vậy là có cháu ngoại luôn rồi. Dạ, chúc mừng cô. Dạ, dạ. Làm này thì rồi con cô về làm việc công việc gì cô? Bé nhà thì nó đi phụ bán quần áo cái yêu á. Dạ, dạ, dạ. À, mình cố gắng cô em, giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ, anh chào cô, chúc mừng năm mới ạ. À. Dạ, chúc mừng năm mới chị. Dạ, dạ. Rồi, đó. Các anh chị làm xong rồi mới được tụ họp đây nghỉ á. Rồi nãy Trang gửi quà cho chị rưng rưng nước mắt luôn. Rất là thương. Bữa giờ thì Tết là hôm nay mới là, ngày mai mới là cái ngày nghỉ đầu tiên của anh chị. Còn một phần cuối cùng. Dạ. Một vài trường hợp họ không trân trọng cái tấm lòng của mình đó, thành ra là làm cho mình cảm thấy mình tự nhiên mình trao đi cái sự chân thành, cái tấm lòng của mình mong muốn được giúp đỡ mọi người, nhưng mà họ không vui. Thành ra khi mình giúp một ai đó mà mình thấy họ không vui, mình đâu có vui đâu. Nhưng mà nãy là 19 cô chú anh chị luôn, có anh luôn nha, có anh rất là trẻ luôn nha, nhưng mà họ vẫn lao động rất là bình thường, nhận xong mà ai cũng quay lại công việc làm bình thường. Và khi nhận là đều cảm ơn người, kiểu là mình cảm thấy là mình tặng đi sự chân thành và họ tặng lại cho mình sự chân thành đó. Ừ, đúng rất rồi, là dễ thương luôn đó, nên là cho nó nổi, cho nó thấy nổi luôn, dạ luôn, thật sự luôn, rất là cảm động. Cái chị hồi nãy là rưng rưng nước mắt luôn á, mà mấy anh chị khác cũng vậy, nói chung là cái ánh mắt của họ thấy nhiều điều lắm đó. Nên là một cái phần nhỏ này của mình đó thì có thể đương nhiên là không thể giúp người ta tất cả hoặc là giúp người ta thay đổi số phận được, nhưng mà nó là sẽ là một cái nguồn động viên tinh thần rất là lớn. Đây là các anh chị đầu năm mới như thế này, dạ, nếu như mình đi làm thì bên công ty cũng sẽ có những người phần lì xì Tết, lương tháng 13, dạ, nhưng mà các anh chị dọn vệ sinh á thì những ngày Tết là đã làm suốt rồi,
thì không có biết là còn chưa có được nghỉ Tết nữa thì không biết có lương không. Đây Trang còn một phần duy nhất luôn mà Trang đã nhìn thấy được cái một cái anh dọn vệ sinh. Dạ thì Trang sẽ gửi cái phần quà này dành cho anh. Dạ này, đây là cái phần quà cuối cùng của Trang luôn. Anh nhờ anh, cho em gửi phần lì xì cho anh nha. Chúc mừng năm mới. Dạ, còn đây là một cây chả lụa. Dạ, anh làm ở khung đường này hả? Dạ. Dạ, bữa giờ Tết anh có nghỉ không? Không. Ủa sao anh không được nghỉ như nào hả? Tại vì nếu mà mình nghỉ rồi ai làm? À, rồi anh nghỉ rồi, anh làm rồi gia đình anh sao? Không cho Tết với gia đình hả? Thì nói chung mà mình cái ngày này nó đâu có cần ăn hết mộng gì đâu. Không ăn Tết luôn? Ờ. À. Tại vì nếu mà mình đăng ký nghỉ Tết, mình nghỉ từ tối mùng 1 cho đến mùng 3 mình cũng ra nè. À. Vậy là nó được 3 ngày chứ nhiều. À, 3 ngày cho anh đã không? Là không chơi Tết luôn. À. Rồi anh gia đình ăn sao? Thì gia đình cũng vậy thôi. Như là mình ở nhà trọ thì Tết thì mình cái gì kho ăn nội hộp dịch rồi mình ăn vậy thôi chứ đón Tết vậy. Dạ, coi như là một cái Tết đơn giản hay đúng không anh? Cho em gửi một cái phần nhỏ để gửi tặng cho anh với lại gia đình nha. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh năm mới được nhiều sức khỏe. Dạ, chào anh. Dạ. Rất là dễ thương. Dạ, anh cười rất là đẹp trai luôn á. Anh cười đẹp trai lắm luôn á. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ, vậy là hôm nay Trang đã trao xong 20 phần quà dành tặng cho các anh chị dọn vệ sinh trên đường phố rồi. Thật sự luôn là Trang thấy 20 cái phần quà này Trang gửi cho 20 các anh chị dọn vệ sinh rất là ý nghĩa. Dạ, nói chung là mỗi lần mà Trang tiếp xúc với các anh chị là Trang cảm thấy rất là cảm động. Cảm động bởi vì cái niềm vui của anh chị khi mà các anh chị nhận được quà. Dạ, xin cảm ơn mà cô chú anh chị rất là nhiều đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Trang. À, Trang sẽ tiếp tục cái hành trình trao gửi yêu thương này ở những cái tuần tiếp theo nữa. Dạ, cứ chưa ra mỗi tuần thì Trang với bạn quay phim sẽ đưa trao gửi 20 phần quà dành tặng cho các anh chị dọn vệ sinh hoặc là những cái ngày dành tặng cho các cô chú lao động cơ nhỏ để mình tiếp thêm một phần động lực cho các anh chị trong cuộc sống này, cũng như là một lời cảm ơn của mình dành tặng cho các anh chị đã đảm bảo vệ sinh đường phố trong những ngày qua. Dạ, Trang xin cảm ơn rất là nhiều. Chúc mừng bà cô chú anh chị ngủ ngon. Bye bye.